và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Bị ngân 98 đá đểu, Ngọc Trinh thâm thúy đáp trả. Ngọc Trinh đã chứng minh rằng mình thực sự khác trước, không còn quan tâm để những thị phi mà người khác cố tình đem lại. Ngọc Trinh hiện tại đánh giá là một trong những người đẹp nổi tiếng hàng đầu của showbiz Việt, bởi sức hút của cô nàng ở mỗi hành động hay mỗi sự xuất hiện nào. Ngoài nữ hoàng nội y, biệt danh nữ hoàng thị phi có lẽ cũng rất phù hợp với Ngọc Trinh. Tuy nhiên, những chuyện thị phi không phải lúc nào cũng do cô nàng tạo ra, mà đôi khi lại còn trên trời rơi xuống bởi những người khác. Ngọc Trinh hiện tại đã không còn thị phi như xưa nữa. Ngân 98 bị chỉ trích vì ngầm gây hấn với Ngọc Trinh. Mới đây không hiểu bị ai chọc giận mà Ngân 98 đã đăng một bài viết dài giải thích vấn đề mà cô nàng bức xúc. Cụ thể, do thường bị gắn ghép với một việc bản thân không thích, Ngân 98 đã lên tiếng phủ nhận cũng như đưa ra nhiều lý lẽ chứng minh. Tuy nhiên, điều người đọc quan tâm nhất chính là việc cô nàng chủ động nhắc đến Ngọc Trinh. Cô nàng hot girl luôn ngập mình trong những điều tai tiếng. Riêng cá nhân Ngân thì Ngân thấy việc làm đó nó là bình thường, chả có gì xấu, đỡ hơn là làm ăn cắp ăn trộm. Mà tại Ngân không thấy có đam mê với cái nghề đó nên Ngân không có làm nha. Chứ Ngân mà chịu làm thì bây giờ Ngân giàu như chị Ngọc Trinh, có khi còn hơn luôn. Mặc dù Ngân không ngoan, nhưng đại gia các thứ đòi nuôi và nhiều người còn trả cái giá rất cao để được gặp Ngân mà không được ấy nhé. Bài đăng đụng chạm Ngọc Trinh của Ngân 98. Nhiều bình luận bất bình vì thái độ bóng gió của Ngân 98. Ngọc Trinh thâm thúy đáp trả, cuộc đời ta vốn chẳng giống nhau đâu. Có lẽ câu chuyện này đã phần nào đến được tai Ngọc Trinh. Ngay sau đó, người quan tâm liền thấy cô nàng bất ngờ có động thái trên trang cá nhân. Ngọc Trinh đã chứng minh rằng mình thực sự khác trước, không còn quan tâm đến những thị phi mà người khác cố tình đem lại. Cô nàng chẳng mảy may dùng một câu đáp trả chính thức nào, mà thay vào đó là sử dụng lời của một bài hát ý nghĩa để thể hiện chính kiến. Ngọc Trinh dùng lời bài hát điều phi thường nhỏ bé để đáp trả, đừng gọi tôi với những thứ không hay, cuộc đời ta vốn chẳng giống nhau đâu. Có lẽ chính là điều mà Ngọc Trinh đang muốn nhấn mạnh. Được biết, bài hát này mang tên Điều Phi Thường Nhỏ Bé, là ca khúc vô cùng ý nghĩa mang hàm ý của vụ tinh thần của những người luôn bị bắt nạt, được sáng tác bởi nhóm nhạc sĩ, nhà sản xuất trẻ. Cách phản đòn của Ngọc Trinh bởi Ngân 98 được đánh giá vô cùng cao tay. Phản ứng trên đây của Ngọc Trinh dù được cho là dành cho Ngân 98, nhưng cũng có thể là suy đoán từ khán giả. Nhưng chung quy, nếu đúng là sự thật thì đây quả là một động thái vô cùng thâm thúy của nữ hoàng nội y. Màn trình diễn nóng bỏng có 102 của Lan Ngọc, Harry Won, Hương Giang, Lâm Vĩ Dạ. Tuần này, chương trình Quý Ông Đại Chiến mùa 3 chính thức quay trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ, cùng sự góp mặt của 5 nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu thích: MC Thành Trung, ca sĩ Harry Won, diễn viên Lâm Vĩ Dạ, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và Hoa hậu Hương Giang. Qua hai mùa phát sóng, Quý Ông Đại Chiến trở thành một trong những game show được nhiều khán giả yêu thích nhờ sự xuất hiện của các mỹ nhân nổi tiếng trong showbiz, cùng sự hội tụ những chàng trai tài năng đến thể hiện sở trường của mình. Trong mùa 3, Harry Won chính thức trở lại sau một mùa vắng bóng và kết hợp cùng ba quý cô lầy lội bậc nhất showbiz Việt, Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương, Lan Ngọc, Hương Giang. Điều mới lạ năm nay chính là bốn quý cô mang bình luận sẽ là những thành viên cố định xuyên suốt 13 tập phát sóng của chương trình để tham mưu cũng như đưa ra góc nhìn từ kinh nghiệm cá nhân để giúp 200 quý cô bên dưới bình chọn được quý ông xuất sắc chiến thắng mỗi tập. Nữ ca sĩ Harry Won rạng rỡ quay trở lại chương trình, nhan sắc bà xã Trấn Thành một lần nữa khiến khán giả xuýt xa ngay trong tập đầu. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc diện trang phục mang hơi hướng cô dâu và luôn thể hiện sự nhí nhảnh vui tươi. Diễn viên hài Lâm Vĩ Dạ dù luôn bị các đàn em trêu chọc dìm hàng nhưng cô vẫn tỏa sáng theo cách của riêng mình. Hoa hậu Hương Giang, một trong những quý cô được khán giả hào hứng nhất, cũng đã quay trở lại chương trình. Chương trình năm nay vẫn do MC Thành Trung dẫn dắt. Ngay khi mở đầu, nam MC nói rằng nhờ tình yêu thương của khán giả mà anh và các nghệ sĩ trong chương trình đã có được những thành công bước tiến trong sự nghiệp cũng như sự may mắn trong cuộc sống, tiêu biểu là mang đến cho anh chiếc cúp danh giá trong hạng mục người dẫn chương trình của năm tại giải thưởng VTV Award 2019. Thành Trung nói vui, dù không phải là quý ông được bình chọn trong chương trình nhưng tôi lại may mắn được khán giả bình chọn tại giải thưởng của VTV. Với các quý cô của chương trình, năm MC cũng nhận thấy họ có nhiều may mắn trong cuộc sống trong suốt năm vừa qua. Lan Ngọc mưa giải thưởng tại rất nhiều lễ trao giải, Hương Giang lấn sân sang điện ảnh một cách ngoạn mục, Lâm Vĩ Dạ được khen thong thả hơn. Riêng với Harry Won, Thành Trung hỏi bà xã Trấn Thành có mong muốn gì trong năm nay. Đáp lại, nữ ca sĩ lây hàng Việt chỉ mong tất cả mọi người đều khỏe mạnh, vì sức khỏe là điều đáng quý nhất lúc này.
Để tăng thêm nhiệt cho mùa trở lại, bốn quý cô ban bình luận đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành tặng cho khán giả. Một màn trình diễn nóng bỏng có 102 lần đầu tiên có sự kết hợp của Lan Ngọc, Harry, Hương Giang, Lâm Vĩ Dạ cùng những ca khúc nổi tiếng của họ. Với bản mashup, bốn ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến: Gái già tuyển phi công Lâm Vĩ Dạ, Gái già muốn lấy chồng Ninh Dương Lan Ngọc, Cuối cùng anh cũng đến Harry Won, Tặng anh cho cô ấy Hương Giang. Cả bốn mỹ nhân showbiz đã làm nóng chương trình. Để có màn trình diễn được khán giả mong đợi nhất trong ngày lên sóng đầu tiên, bốn quý cô đã dành rất nhiều thời gian tập luyện gửi tặng đến khán giả. Trước đó, Lâm Vĩ Dạ cũng vừa tung MV Paradise, Gái già muốn lấy chồng cùng ba cực phẩm từng xuất hiện trong chương trình Quý ông đại chiến mùa 2, cũng thu hút được hơn 3 triệu lượt xem trên YouTube. Sau nữ làng hài Lâm Vĩ Dạ lần đầu vừa hát vừa nhảy bên cạnh ba mỹ nhân của showbiz, Ninh Dương Lan Ngọc làm bùng nổ sân khấu. Trước khi trình diễn màn mashup, ai cũng lo lắng cho Lâm Vĩ Dạ vì đây là lần đầu cô vừa hát vừa khoe vũ đạo một cách đàng hoàng nhất từ trước đến nay. Nhưng bầu không khí căng thẳng dường như biến mất khi kết thúc màn trình diễn, Thành Trung và Harry không khỏi ngạc nhiên khi Lâm Vĩ Dạ hoàn thành xuất sắc. Dù không phải là ca sĩ và hay nhảy nhót như ba sao nữ còn lại, nhưng Lâm Vĩ Dạ cũng đã rất cố gắng mang đến những bước nhảy gợi cảm. Hoa hậu Hương Giang hài hước nhận xét, với tư cách một người ca sĩ thì em thấy chị Dạ làm rất là cố gắng đó. Nếu như bên Hàn Quốc họ phải tập luyện rất nhiều năm, em nghĩ với khả năng như chị Dạ thì khoảng 20 năm nữa thì sẽ được như vậy. Câu nói của đàn em làm Lâm Vĩ Dạ nuốt đắng. Hoài Linh liên tiếp nhận tin buồn, ân nhân lớn của gia đình vừa qua đời tại Mỹ. Hoài Linh tỏ lòng đau xót khi người ân nhân lớn của gia đình mình vừa qua đời tại Mỹ. Danh hài Hoài Linh vừa chia sẻ tin buồn trên trang cá nhân của mình. Theo đó, nam danh hài số 1 Việt Nam đau xót khi người ân nhân lớn của gia đình anh vừa qua đời tại Mỹ sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Hoài Linh đau xót, vừa nghe tin bác đã được Chúa gọi rời khỏi thế gian về với Chúa, những đau đớn nên đã khép lại. Cõi tạm trần gian, bác đã hoàn thành sứ mệnh, thân xác từ cát bụi trở về cho cát bụi. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, cảm ơn bác đã luôn là người động viên và là người ân nhân lớn của gia đình con. Sự ân cần lo lắng từ những ngày đầu tiên gia đình con đến định cư tại Orlando, Florida, USA. Hơn thế nữa, gần 60 năm gắn bó với bố mẹ chúng con, từ nay bố mẹ và gia đình chúng con mất đi một người ơn, một người thân như ruột thịt. Thành kính phân ô cùng bác trai, anh chị em và tang quyến, tạm biệt bác, nhớ mãi nụ cười hiền diệu của bác, cầu cho linh hồn Maria Đỗ Thị Quỳ Đặng lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, amen. Những hình ảnh về người ân nhân này chụp kỷ niệm cùng gia đình Hoài Linh. Theo như danh hài chia sẻ thì họ thân thiết với nhau như chính những người thân ruột thịt trong nhà. Cả gia đình Hoài Linh ai nấy đều đau buồn khi nhận được thông tin này. Anh em Hoài Linh đau xót khi ân nhân của gia đình qua đời tại Mỹ giữa mùa dịch bệnh căng thẳng, đọc chia sẻ mà quặn lòng. Tin dự đến với Hoài Linh và gia đình khá nhiều trong thời điểm hiện tại, khi con ruột chống chọi với dịch bệnh tại Mỹ, con nuôi bị tai nạn nghiêm trọng. Con trai của Hoài Linh đang ở Mỹ cùng với gia đình để phòng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Hoài Linh thường xuyên liên lạc để hỏi thăm tình hình sức khỏe của con trai và các thành viên trong gia đình mình, nhất là bố mẹ đang trong tuổi già yếu. 23 giờ ngày 19 tháng 4, ca sĩ Cao Hữu Thiên, con trai nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh bị tai nạn giao thông khi đang di chuyển trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Cao Hữu Thiên được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm và bể xương gò má. Cao Hữu Thiên theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và được bố nuôi là nghệ sĩ Hoài Linh gửi gắm cho ekip chương trình Gương Mặt Thân Quen để góp giọng trong đêm chung kết. Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh được Dương Triệu Vũ chia sẻ với khán giả. 4 tháng này dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hoài Linh không nhận show diễn hay tham gia các hoạt động nghệ thuật. Anh về đền thờ tổ làm vườn, chăm sóc cây trái, sống an nhàn gần gũi với thiên nhiên. Nam danh hài dí dỏm chia sẻ, mấy tháng ở dưới này nên đen thui. Bạn thân tiết lộ mong ước lớn nhất của Đông Nhi sau tin vui mang thai, bất ngờ không phải là sự nghiệp lừng lẫy. Dù thành công trong sự nghiệp, được nhiều khán giả yêu mến, nhưng với Đông Nhi, điều cô mong ước nhất trong cuộc đời lại vô cùng bình dị. Sáng 28 tháng 4, vợ chồng Đông Nhi ông Cao Thắng đã làm cả showbiz rần rần khi báo tin vui đang mang thai con đầu lòng. Ngoài những lời chúc mừng được khán giả các nghệ sĩ liên tục gửi đến, một người bạn thân của cặp đôi cũng dành một chia sẻ dài để tiết lộ điều mong ước lớn nhất mà Đông Nhi luôn muốn làm thật tốt,
thay vì cố gắng có cả một sự nghiệp lừng lẫy. Chính xác là ngày 12 tháng 3 năm ngoái ở nhà hàng, nghe view xem phun nước rất chill tại Las Vegas. Ba đứa ăn và uống xong hơi say một tí, cô gái nhỏ rưng rưng tâm sự, ước mơ lớn nhất của mình là lập gia đình và trở thành người vợ, người mẹ chứ không phải sự nghiệp lẫy lừng. Rồi thì cả hai đã có đám cưới thế kỷ trong mơ và giờ đang mang bầu 3 tháng. Nhớ lại vẫn xúc động nè, chúc mừng đôi trẻ. Bạn thân Đông Nhi và ông Cao Thắng chia sẻ. Theo bạn thân Đông Nhi, nữ ca sĩ mong ước một gia đình hạnh phúc, được làm vợ làm mẹ thay vì sự nghiệp lẫy lừng. Có thể nói, dù đã là một nghệ sĩ đình đám, thành công đáng mơ ước và sở hữu lượng khán giả không hề nhỏ, nhưng Đông Nhi vẫn chỉ hướng tới một gia đình nhỏ hạnh phúc, được hoàn thành trọn vẹn thiên chức làm vợ làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Và hiện tại, nữ ca sĩ đã gần đạt được hết mọi mong ước khi chuẩn bị đón thiên thần nhỏ chào đời. Đông Nhi ông Cao Thắng báo tin vui đang mang thai con đầu lòng sau 5 tháng kết hôn. Với cuộc sống hôn nhân viên mãn, chuyện tình đẹp hơn một thập kỷ, vợ chồng Đông Nhi ông Cao Thắng luôn được xem là cặp đôi vàng của VBiz.